Anh Violet giờ thì em cũng khóc chẳng để làm gì. Bách kìa, để nó cà khịa thế à? Cái thằng hack này đã hack map rồi lại còn cứ thích chat ôn thể hiện. Đã thế bố phải vả cho cái. Bây giờ mình ăn kinh công là kiểu gì nó cũng biết này. Còn nhớ chưa? Kiểu gì thằng Violet cũng ra kinh công này, nghi lắm này. Ơ tôi sao đít game luôn. Ơ game mới là game thề bực thế nhở. Hello anh em nhá, chúc anh xem livestream vui vẻ. Chứ hiện tại là mình không vui cho lắm. Mong là anh Violet không hack map, không hack map để ra anh giết mình. Mong mình Violet không ra giết mình. Đừng. Em biết là hack map rồi. Em biết là hack map rồi. Đừng giết em. Đừng chết, không chết. Mình biết mà, mình sống mình ăn ở tốt mà. Không bao giờ mình chết được. Không bao giờ mình chết được. Chung là mình không muốn nói làm cái gì, đang làm mình cũng thua rồi, nói người ta lại bảo mình giải thích, thua rồi không nên nói nhiều, để thời gian chứng minh. Đúng rồi, bách bảo gì nhỉ cần ai đó làm mình khóc đấy, cần nắm ai đó làm mình khóc đấy thì được khóc rồi đấy. Thấy chưa, chẳng qua là bách muốn khóc thôi. Được khóc rồi đấy, được hoàn thành ước nguyện rồi đấy. Này thì ước là thì muốn ai đó làm cho mình khóc này. Nói chung á, mình không muốn giải thích đâu. Mình chỉ nói là cái trận chung kết này nó có nhiều lỗi thôi. Trận chung kết đánh kiểu bị không được như bình thường. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình nói thì người ta lại bảo là thua xong mình ngồi giải thích. Cho nên là mình không muốn nói. Nói chung là anh em muốn nói thì mình nói cho anh em nghe thôi. Chứ thật ra để mà mình giải thích thì cũng không. Mình có cần phải giải thích đâu. À, đã gì chết rồi. Mình xin hai mạng. Nói đi anh, nói gì đâu, anh không muốn nói gì đâu. Nói chung là cái câu này anh chỉ muốn nói cho fan của Flat nghe thôi nhá. Cho nên là mấy có những bạn nào mà fan của đội khác hay là của ai đó mà vào đây mà cảm thấy không vừa ý thì mình xin lỗi trước. Đấy, mình chỉ muốn nói, đây là cái câu này mình muốn nói cho
cho fan flash fan của bọn mình nghe thôi nhá, là thắng được mình một trận á, không có nghĩa là bọn mình những trận sau là mình sẽ thua, hiểu không? Thắng được bọn mình một trận không có nghĩa là trên cơ hẳn bọn mình đấy. Đánh phải có thắng có thua chứ, đúng không? Mình thắng nhiều rồi, người ta cũng phải thắng lại mình chứ, đâu phải mình thắng mãi được. Nhưng mà không hẳn là chỉ cần thua một trận này cũng nghĩa là người ta sẽ thắng hẳn mình, kiểu trên cơ hẳn mình, lần sau mình gặp người ta mình không thể thắng được ấy, hả? Không có, không bao giờ có chuyện đấy đâu, nên là cứ yên tâm đi. Ơ, thằng này lag à? Ôi, kém mắt của mình. Mình thì sư cho nó. Lâu lắm rồi. Thì đánh danh người ta toàn cấm Phoenix của mình không? Mình thích, đang thích chơi con Phoenix này sao? Ơ, thằng này lag này, thằng bị lag hay sao? Như là mình cái con Phoenix này outplay được cái ulti của con Darcy thì phải. Đấy nhá, đây là mình nói trước rồi đấy. Mình nói trước là cái câu này mình chỉ nói cho fan của mình nghe thôi, ai ủng hộ Flash nghe thôi, chứ mình không có nói cho mấy bạn kiểu như là, mà bạn kiểu như ở chỗ khác nghe, mấy team khác nghe. Nếu mà không vừa ý thì cho mình xin lỗi trước, không đến lúc các bạn này bảo mình như này như kia, sợ lắm. Ở đây làm gì nữa ta? Ô, support đi. À, anh bay chết rồi. Support pha đi bạn. Ơ, thằng này hack map à? Thằng vào đây hack map, đúng rồi. Bảo sao cái trận đánh Yosu mình đã thấy nghi rồi. Hack map này. Vào đây. Bảo sao mẹ thằng Phoenix tự dưng anh Valet, anh bờ ơi, đang đứng ở trong bụi, anh vào nếp lao vào bắn thẳng căng vào đầu luôn, chịu. Hai năm sau, làm sao mà mình, không làm sao mà biết được hai năm sau như nào. 2 năm sau đánh SEA Games, sao mà mình được 2 năm sau mình có còn chơi Liên Quân hay không? Anh Violet biết mình ở trong bầy, hứa luôn. Violet không được nó dám xuống. Đấy, anh mình vừa bắn ulti rồi chưa? Thế thằng này hack lộ thế. Biết là hack rồi, ai mà hack lộ quá. Hack kiểu như là biết bắn cho người ta biết, kiểu như là
cho người ta thấy là mình hack map thẳng 100% luôn. Không, đá stream làm sao mà đá stream kịp, đá stream bị delay mấy 10 giây hay là bao giây mà, làm sao mà đá stream kịp, nó biết mình ở trong đây đấy. Uni đi, này, nhìn này. Bắn hết, tao bắn hết. Anh bắn hết. Thôi không được, đẩy mít tiếp. Ôi, được đấy, được nó đấy, 9-1, ôi chết rồi, mất gì rồi. Anh Violet giờ thì em cũng khóc chẳng để làm gì. Bách kìa, để nó cà khịa thế à? Cái thằng hack này đã hack map rồi lại còn cứ thích chat ôn thể hiện. Hello anh em nhá, chúc anh em xem livestream vui vẻ. Bây giờ mình ăn kinh công là kiểu gì nó cũng biết này. Kiểu gì thằng báo lấy ra kinh công này, nghi lắm này. Ơ tôi sao đít game luôn. Ơ game mới là game thề được thế nhở. Hello anh em nhá, chúc anh xem livestream vui vẻ, chứ hiện tại là mình không vui cho lắm. Cay nhỉ, không biết mình có chết không ta. Mong là anh Violet không hack map, không hack map để ra anh giết mình. Mong anh Violet không ra giết mình. Đừng. Em biết là hack map rồi. Em biết là hack map rồi. Đừng giết em. Đừng chết, không chết. Mình biết mà, mình sống, mình ăn ở tốt mà. Không bao giờ mình chết được. Sao hết vẫn win. Cay nhở. Anh em từ từ anh em ơi. Không sao, mình vẫn win mà, lo gì, anh em lo gì, mình vẫn thắng được mà. Nói thế thôi, nhưng mà ăn ở tốt, nhưng mà gặp đúng phải đúng thằng hack map thì sao mà sống được. Kể mà không gặp được hack map thì chắc không ra nó giết mình. Rồi win rồi. Đấy win ngay. Có gì đâu.
Không về à? Không về à? Hello anh em nhá, chúc anh xem livestream vui vẻ. Win ngay. Thề lâu lắm mình không được chơi Phoenix. Con Phoenix này chơi khỏe quá. Thế mà ngày xưa mình không tập chơi. Phí một con tướng.